Cô gái này đang đứng chờ xe buýt, đột nhiên từ xa có một chiếc xe bay đến. Cô ngơ ngác đứng im tại chỗ, chiếc xe đập thật mạnh xuống đất. Nó nhanh chóng lăn về phía cô với tốc độ 5 m/s. Cô sợ đến mức trợn tròn mắt, cả người cứng đờ không biết phải chạy đi. Chiếc xe ngày càng đến gần cô, và lúc nó chỉ còn cách cô 0,01 m, một người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô, sau đó xoay người tránh được chiếc xe. Chiếc xe đập thật mạnh vào trạm trời xe buýt, những mảnh thủy tinh vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. Và lúc hai người cứ tưởng mình đã an toàn rồi thì nguy hiểm vẫn từng bước đến gần. Chiếc xe xuyên qua trạm trời xe buýt, và lúc đầu xe đập xuống đất thì đuôi xe cũng chậm chậm đập về phía hai người họ. Sau khi tiếng động kết thúc, một lúc lâu sau hai người vẫn bình yên vô sự. Khi cô gái mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô lại càng bất ngờ hơn. Anh chàng trước mặt cô chỉ dùng một cánh tay có thể đỡ được chiếc xe hơi nặng vài tấn. Lúc này thuyết tương đối của Einstein không còn đúng nữa. Nhìn do cô nàng bị thương ở đầu nên cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai cứu mình đã bị ngất đi. Cô tên là Jerome, vừa tỉnh lại cô không kịp băng bó vết thương là đã vội vàng chạy đến sân bay, bởi vì cô đã đợi cơ hội phỏng vấn này suốt 3 năm trời. Nhưng những người phụ trách phỏng vấn sau khi nhìn thấy đầu Jerome đang chảy máu liền khuyên cô đến bệnh viện trước đã. Nhưng Jerome nhất định phải phỏng vấn xong mới đi. Nhưng chưa nói được vài câu, Jerome đã ngất đi. Nhưng tinh thần ngoan cường này của cô đã khiến nữ lãnh đạo cảm động. Cứ như vậy, cô nàng vụng về như Jerome lại được nhận vào làm dịch vụ hành khách ở sân bay. Nhưng ngày đầu tiên đi làm, cô đã gặp phiền phức. Ở sân bay, một người đàn ông cầm vali liên tục đập vào máy làm thủ tục tự động. Ngoài ra, anh ta bất mãn với hành vi phân biệt đối xử của nhân viên sân bay. Tại sao người khác có thể đến quầy lấy vé, còn anh phải lấy trên máy làm thủ tục này? Sau khi biết được lý do, Jerome vội vàng đi đến giải thích, nhưng anh ta không muốn nghe một nhân viên quen giải thích, liền vác vali lên phá hoại trước mặt Jerome. Jerome đi lên ngăn cản, nhưng cô không thể nào cản được người đàn ông này. Cuối cùng, Jerome không nhịn nổi nữa, mở miệng liên tục chửi mắng người đàn ông kia. Lần này anh ta đã thật sự bị chọc giận, lập tức nắm lấy cổ áo của Jerome, mà Jerome cũng không chịu nhịn, hất văng tay anh ta ra. Anh ta tức giận định giơ tay đánh Jerome, lúc này một anh chàng đẹp trai xuất hiện nắm lấy cổ tay của người đàn ông kia. Anh chàng đẹp trai này tên là Sujeon, anh cũng là người trước đó một tay đỡ xe hơi cứu Jerome. Người đàn ông muốn gỡ tay mình ra nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng không làm được gì hết, mà Sujeon lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng bình tĩnh. Lúc này Sujeon nói với người đàn ông kia, cho hỏi anh có biết máy làm thủ tục tự động này có giá 20 triệu won không? 20 triệu á? Anh đập hư mất 3 cái, vậy là khoảng 60 triệu. 60 triệu. Lúc này người đàn ông kia sợ hãi vội vàng hạ giọng hỏi rốt cuộc Sujeon muốn thế nào. Sujeon chậm chậm ghé vào tai người đàn ông nói, tức là anh toi đời rồi. Sau đó anh ta liền bị nhân viên bảo an ở sân bay đưa đi, sau đó Jerome cảm ơn Sujeon đã giúp đỡ mình. Bèn hỏi anh bình thường hay đi hãng hàng không nào, cũng muốn tặng anh vài ưu đãi thay cho lời cảm ơn, nhưng Sujeon lại thở dài. Lẽ ra tôi nên giới thiệu trước, tôi là Lee Sujeon làm việc ở ban chăm sóc khách hàng. Giờ cô định làm gì đây? Anh ta phá hỏng 3 máy rồi, sao? Sau khi cấp trên biết được chuyện này đã mắng cho Jerome một trận, cô khó chịu trong lòng bèn đi tìm người bạn thân làm trong sân bay giống mình để kể khổ. Nhưng cô đột nhiên nghe bạn kể về chuyện của Sujeon, anh ta là người học rất giỏi, đối xử với những người xung quanh rất lạnh nhạt, không hòa đồng với ai hết. Trước đó ở sân bay xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả những người làm việc trong sân bay đều biết đến anh. Lúc đó một nhân viên trong quá trình vận chuyển hành lý, do thời gian gấp rút nên anh đẩy xe chở hành lý đi thật nhanh. Lúc này có một đứa bé đứng chắn trước đường của anh, nhưng do tầm nhìn bị che khuất nên anh không hề nhìn thấy cậu bé đó. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một người đàn ông lao như bay đến. Lúc này tất cả mọi người đều bất ngờ với cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Mà xe chở hành lý bị anh cầm vào, chỗ sắt ấy đã bị bóp đến biến dạng, sức mạnh này quả thật rất đáng sợ. Sau khi anh bế đứa bé rời đi, tất cả những chiếc vali mới chậm chậm rơi xuống đất. Anh tên là Sujeon, là nhân viên trong sân bay. Nhờ vụ này tất cả mọi người làm việc trong sân bay ai cũng biết đến anh. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ rằng Sujeon lại là một người tàn tật loại 1. 10 năm trước do tai nạn giao thông khiến anh bị mất đi một cánh tay và một cái chân. May mà anh gặp được một tiến sĩ, ông ấy lắp cho anh một cái tay và chân bằng kim loại, được gắn 66 con chip. Bên ngoài anh có thể sống và sinh hoạt như người bình thường, nhưng thực tế tay và chân của anh có sức mạnh vô biên. Hôm đó Sujeon đang đứng trú mưa dưới hiên nhà, một cô gái vô tình làm nước mưa văng lên tay áo của anh. Và lúc cô liên tục xin lỗi chuyện thần kỳ đã xảy ra, khi hai người bốn mắt nhìn nhau không ngờ rằng tất cả những điều này là do vận mệnh an bài. Sau đó Sujeon lấy mặt dây chuyền ra trả lại cho Jerome. Jerome rất bất ngờ đến mức đứng như chờ chồng. Sujeon vốn là người lạnh nhạt, anh không nói thêm gì hết, cầm ô rời đi. Sau khi tan làm, Sujeon lại gặp Jerome. Jerome vừa nhìn đã nhận ra anh, không ngờ Jerome lại ở cùng một bộ phận với Sujeon. Dường như một lần nữa, vận mệnh đã khóa chặt hai người vào nhau, từ đó câu chuyện của họ chính thức bắt đầu. Không lâu sau, ở trong sân bay có một bà lão bị lạc mất con, bà vội vàng nhờ Sujeon giúp đỡ. Lúc này Jerome cũng đến giúp một tay. Nhưng khi biết con trai bà đã 31 tuổi rồi, Jerome vô cùng bất ngờ, cho rằng Sujeon đang đùa. Một người trưởng thành 31 tuổi rồi sao có thể đi lạc được? Cô xem cái này đi. Sau khi Jerome xem được hồ sơ bệnh án của người kia, lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngoài ra, ngày bị bệnh tâm thần, nếu không tìm thấy người sớm rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cấp trên sau khi nhận được tin lập tức lệnh cho tất cả nhân viên đi tìm, mà manh mối duy nhất họ có chính là người đàn ông đó mặc áo màu vàng. Jerome và Sujeon một nhóm. Và
Và lúc Sojeon đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, Jae-rum đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một người đàn ông mặc áo vàng. Vậy nên cô không đợi Sojeon ra ngoài bèn một mình đuổi theo người đàn ông kia. Đợi Sojeon từ trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy Jae-rum đã đi mất rồi. Sau đó anh dùng bộ đàm liên lạc với Sojeon. Han Jae-rum. Jae-rum vội vàng tắt bộ đàm đang dắt ở sau lưng đi. Cô sợ rút dây động rừng nhưng người đàn ông kia vẫn phát hiện ra cô. Sau đó anh ta đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc này ở cách đó không xa có một người đàn ông gọi nhân viên sân bay lại. Ánh mắt anh ta nhìn ngang liếc dọc hỏi nhân viên sân bay tại sao lịch bay lại thay đổi. Và lúc nhân viên trả lời khuôn mặt anh ta bắt đầu co giật và nổi cơn điên. Ai nói anh có thể làm thế? Sao anh dám đổi chuyến bay mà không nói với tôi? Sao anh dám? Hành động và cách nói chuyện khác thường của người đàn ông kia đã thu hút sự chú ý của Jae-rum, có lẽ anh ta chính là người cô muốn tìm. Đột nhiên anh ta phát điên lên đánh nhân viên sân bay, Jae-rum vội vàng đến khuyên nhủ. Anh chàng tưởng Jae-rum là bác sĩ đến bắt mình về, trong lúc nói chuyện đột nhiên anh ta bị mất kiểm soát nhổ cây cột kim loại bên cạnh đánh về phía Jae-rum. Sujeon đột nhiên xuất hiện ôm lấy Jae-rum để bảo vệ cô, sau đó giơ tay phải lên đón lấy đòn đánh của đối phương. Nhưng điều kỳ lạ là cây sắt bỗng nhiên bị cong một góc 90 độ, rõ ràng chuyện này không hề hợp lý chút nào. Thế vậy bệnh nhân mắc bệnh tâm thần bị sợ hết hồn mà Sujeon vô cùng bình tĩnh, trên người không có một vết thương nào hết. Và lúc Jae-rum được Sujeon bảo vệ, cô lập tức nhớ lại chuyện vài năm trước hình như cô từng gặp anh. Hóa ra vào một năm trước cô ở bến xe buýt chờ xe, một chiếc xe hơi gặp nạn bị lật xe. Khi nó sắp đập vào người cô thì Sujeon kịp thời xuất hiện, dùng cánh tay chặn chiếc xe sắp đập đến cứu cô một mạng. Sau khi về, Jae-rum nhớ lại cảnh tượng khi nãy, cô chắc chắn rằng Sujeon chính là người năm đó đã cứu mình. Thế là cô đến tìm Sujeon hỏi anh có phải trước đây từng cứu cô hay không, nhưng Sujeon phủ nhận nói rằng trước đó hai người chưa từng gặp nhau. Nhưng thông qua chuyện vừa xảy ra, Jae-rum không hề tin lời Sujeon nói, mà Sujeon che giấu chuyện này là vì cơ thể của anh. Trên cánh tay bằng kim loại của anh có gắn 66 con chip thông minh kết nối với dây thần kinh. Mặc dù anh có sức mạnh hơn người, nhưng cơ thể khác với người bình thường này khiến anh vô cùng tự ti. Vì không để người khác phát hiện ra cơ thể anh không bình thường, anh sống lạnh lùng cố gắng giữ khoảng cách với người khác. Cho dù đó là đồng nghiệp, anh cũng giữ thái độ như thế. Lúc ăn cơm có người ngồi phía đối diện muốn ăn cơm cùng với anh, kết quả anh không ăn nữa, bê khay đồ ăn đi chỗ khác, sau đó một mình đi pha mì ăn. Đúng lúc cảnh tượng này bị Jae-rum nhìn thấy, thấy Sujeon chưa không ăn cơm, Jae-rum đặc biệt mua bánh mì đến cho anh. Nào ngờ vào lúc Jae-rum rót nước nóng pha mì, cô bất cẩn làm đổ cả ly mì, Sujeon vội vàng đưa tay ra đỡ. Một giây sau cả tay anh bị bỏng đến mức đỏ rực. Jae-rum sợ hãi vội vàng lấy đá ra chườm tay cho anh để anh bớt đau, nhưng Sujeon lại nói, tôi không cảm thấy đau. Anh nhìn đi, đau lắm á. Anh không cảm thấy đau sao? Đúng vậy, tôi không hề cảm thấy đau. Jae-rum vô cùng bất ngờ, thế là sau khi bị ăn một tát, Sujeon ngơ ngác không hiểu tại sao. Anh ấm ức giải thích chỉ có bàn tay và cánh tay phải của anh không cảm thấy đau thôi. Lúc này Jae-rum mới biết mình ra tay hơi nặng, vội vàng xin lỗi. Lúc này Sujeon nhìn thấy cô nàng Jae-rum ngốc nghếch bỗng nở một nụ cười. Hôm đó bộ phận chăm sóc khách hàng của sân bay đột nhiên nhận được điện thoại đe dọa, một người đàn ông bí ẩn tự xưng mình đã đặt bom ở trong sân bay. Đúng vào lúc này Jae-rum đang làm việc thì nhìn thấy một người đàn ông đeo kính, anh ta lén lút bỏ một cái túi đen vào trong thùng rác. Jae-rum vô cùng tò mò bèn cẩn thận lấy tay mở nó ra xem bên trong đó là gì. Cô lập tức bất ngờ khi thấy món đồ nằm bên trong túi. Sau đó cô gọi cảnh sát hải quan đến xem. Khi thấy đồ bên trong túi đen, bọn họ cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trong túi là những cục vàng có giá lên đến cả tỷ won. Sau đó cảnh sát liền đem số vàng đó đi. Không lâu sau, một cặp vợ chồng xuất hiện, bọn họ lén lút đi khắp nơi tìm thùng rác dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vào lúc họ gọi điện thoại, Jae-rum ở bên cạnh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô đoán chắc rằng họ có liên quan đến những cục vàng kia. Đúng vào lúc này Sujeon đột nhiên xuất hiện, Jae-rum vội vàng nói chuyện này cho anh biết, nhưng anh lại nói với cô rằng đây là chuyện của hải quan, không liên quan đến nghiệp vụ của bọn họ. Jae-rum lại cho rằng việc này quan trọng hơn công việc mà bọn họ đang làm, hơn nữa cô luôn khao khát được cấp trên khen ngợi, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được. Thế là cô đến chỗ của phòng bảo vệ ở sân bay nói cho bọn họ biết chuyện này. Về đến phòng làm việc, cô cứ ngỡ mình vừa lập được công lớn, thấy trong phòng không có ai liền thoải mái nhảy nhót ăn mừng. Nhưng đúng lúc này trưởng nhóm của cô là Seokun bước vào. Jae-rum vui vẻ đi đến nói cho Seokun biết chuyện mình mới làm được. Vốn tưởng rằng mình sẽ được trưởng nhóm khen ngợi nhưng Seokun lại không nghĩ thế mà hỏi ngược lại Jae-rum, công việc của cô làm thế nào rồi. Lúc này Jae-rum không biết phải nói như thế nào. À, sao thế? Bây giờ cô ném một mình cậu ấy quản lý cả khu vực lớn như thế sao? Lúc này Jae-rum mới nhận ra mình đã bỏ bê công việc. Lúc này cô vô cùng buồn bã, sau đó cô đến gặp Sujeon đang làm việc một mình để than vãn. Cô cho rằng Sujeon có học lực cao là người được trưởng nhóm yêu mến, còn cô vừa không có năng lực lại thích gây chuyện. Chỉ khi nào cô cố gắng có được chút thành tích mới không bị người khác bài xích bắt nạt. Nhưng suy nghĩ này của cô đã bị Sujeon phản đối khiến Jae-rum rất khó chịu. Vì chuyện này họ cãi nhau một trận nảy lửa, sau đó hai người tức giận tách nhau ra làm việc. Một bên khác, khu vực chăm sóc khách hàng lại nhận được điện thoại đe dọa, nói rằng nửa tiếng nữa sân bay sẽ bị nổ. Lúc này Sujeon đến phòng nghỉ để uống nước, đột nhiên nghe thấy có người gọi điện thoại. Mà đúng lúc này người gọi điện thoại khủng bố cũng bị Sujeon bắt quả tang. Khi Sujeon mở đèn ra lại trông thấy một cậu bé giống như học sinh cấp 3, cậu kêu căng bảo Sujeon mau cút ra đừng lo chuyện bao đồng. Nhưng Sujeon vẫn đứng im tại chỗ im lặng không lên tiếng, bởi vì anh biết nếu như mình tiếp tục ra tay, có lẽ anh sẽ không thể ở lại đây nữa. Còn lúc cậu bé kia đắc ý, Sujeon lập tức ra tay nắm lấy cổ áo cậu rồi quật cậu xuống đất. Tiếp đến anh kéo cậu ra ngoài hành lang, chỉ dùng một
cánh tay đã đè cậu vào tường không thể nào động đậy được. Ngoài ra cậu không muốn đi du lịch Nhật Bản miễn phí cùng với bố mẹ nên mới bày ra trò đùa ác ý này. Mà bố mẹ của cậu chính là hai người vừa bị Jerome tố cáo. Bọn họ mang hàng cho bọn buôn lậu nên mới được đi du lịch miễn phí, chắc chắn họ cũng phải trả giá cho hành động của mình. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Sujeon âm thầm đi theo sau Jerome. Anh nhận ra lúc nãy mình quá nặng lời, bèn cầm bộ đàm nói: "Han Jerome, lúc trước tôi có hơi quá đáng với cô, tôi xin lỗi." Đúng vào lúc này, một biển quảng cáo đột nhiên bị đổ đập vào người cậu bé, may mà Jerome kịp thời đỡ được. Lúc này Jerome mới nhận ra mặc dù công việc của mình có vẻ nhỏ bé không đáng là gì, nhưng nó cũng đóng vai trò rất quan trọng không thể coi thường được. Hôm đó Jerome, Sujeon và cả bộ phận chăm sóc khách hàng bị điều đến một khu vực khác làm việc. Khi lãnh đạo của bộ phận khác cùng làm việc với bọn họ đi đến chào hỏi, Sujeon bỗng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, bởi vì người đàn ông này 10 năm trước đã hại anh bị liệt một tay và một chân, mà anh ta cũng chính là anh trai của Sujeon tên là Inwoo. Anh vì cứu anh trai mình nên cánh tay phải và chân phải bị gãy ngay tại chỗ. Sau khi điều trị, anh đã giữ được tính mạng, nhưng kể từ đó anh trở thành một kẻ tàn tật. Anh không thể chấp nhận bản thân mình như thế này, bèn đi đến bậc thang định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng vào lúc anh đẩy cần điều khiển, một tiến sĩ bỗng nhiên xuất hiện cứu anh. May mắn hơn nữa là thông qua nghiên cứu bao năm qua của tiến sĩ, ông đã chế tạo cho anh một cái chân và tay bằng kim loại. Từ đó anh chàng Sujeon có thể khôi phục lại cuộc sống như người bình thường. Hôm đó Sujeon ở sân bay vô tình gặp lại người anh trai đã 22 năm không gặp. Lâu rồi không gặp Jerome. Bây giờ anh trai của Sujeon là người phụ trách lập kế hoạch và vận hành sân bay, rõ ràng Sujeon cũng nhận ra anh trai mình. Nhưng ánh mắt của anh vô cùng lạnh nhạt, dường như không hề vui khi hai anh em gặp lại nhau, bây giờ hai người không khác gì người xa lạ. Sau khi về, Inwoo rất thắc mắc tại sao Sujeon lại có thể y như người bình thường được. Thế là anh đi tìm hồ sơ xin việc của Sujeon, trên đó có ghi rằng Sujeon có đeo máy móc hỗ trợ hoạt động. Chuyện này khiến anh rất bất ngờ. Sau đó trong cuộc họp, anh ta lấy lý do Sujeon đeo thiết bị điện tử trên người ảnh hưởng đến an toàn của sân bay để xin lệnh điều tra Sujeon. Sau khi biết tin Sujeon đến gặp Inwoo, sau khi đến nơi vắng người, Sujeon hỏi anh trai mình tại sao phải điều tra chuyện này. Inwoo nói thẳng mình làm vậy là muốn Sujeon rời khỏi đây, nói rằng Sujeon vẫn y như trước đây, thích bám theo sau người khác khiến người khác bực mình. Lúc đó anh bảo Sujeon đừng đi theo, như Sujeon nhất định không chịu đi nghe mới bị tai nạn giao thông. Hóa ra 12 năm trước Inwoo bị một đám côn đồ đánh, bèn bắt lên xe. Sujeon lo lắng cho anh trai nên lái xe máy đuổi theo. Chiếc xe hơi kia vì muốn cắt đuôi Sujeon nên đột nhiên phanh gấp. Sujeon không xử lý kịp đâm thẳng vào đuôi xe. Sujeon nằm trong vũng máu nhìn anh trai mình: "Anh ơi, cứu em với." Nhưng Inwoo lại nhân cơ hội chạy thoát thân, bây giờ khi anh gặp lại anh trai mình lại được nhận lời giải thích như thế này: "Tại cậu đuổi theo mà, vụ tai nạn đó do cậu mà ra." Sujeon tức đến mức nắm cổ áo anh trai, bèn hỏi anh có phải anh trai của mình không. Nhưng Inwoo nói: "Do bố tôi tái hôn nên chúng ta mới có một đoạn duyên phận ngắn ngủi đó. Ngoài từ ngoài ý muốn, cậu không có ý nghĩa gì với tôi hết." Sujeon vô cùng thất vọng, anh không nhịn được rơi lệ cũng chậm chậm bỏ tay ra. Đồ khốn nạn. Sau đó anh chỉ có thể chút giận vào một tấm kim loại ở bên cạnh. Sau khi anh rời đi, Inwoo mới âm thầm rơi lệ. Thực ra Sujeon không hề biết rằng Inwoo làm như vậy là vì bảo vệ anh, sợ anh bị tổn thương. Người phụ nữ có quyền có thế kiêu căng đến nhường nào, chỉ vì Jerome cản không cho cô ta ném băng keo niêm phong của hải quan đi, bây giờ cô ta lại kiêu căng đòi Jerome quỳ xuống xin lỗi, chỉ vì bố của cô ta là ủy viên quốc hội. Vì lúc nãy do cô ta mua quá nhiều hàng ở nước ngoài nên hành lý bị quá tải và bị dán niêm phong, mà cô ta vì muốn trốn thuế hải quan nên lén đẩy hành lý đến nhà vệ sinh. Và lúc cô ta định xé tờ niêm phong đi thì bị nhân viên an ninh sân bay Jeongju vừa tan làm về bắt gặp, thế là Jeongju gọi điện thoại tố cáo. Sau khi người phụ nữ kia biết được thân phận của Jeongju, hai người cãi nhau một trận. Đúng lúc Jerome đi ngang qua nghe thấy tiếng hai người tranh cãi. Sau khi vào, cô vội vàng khuyên hai người. Người phụ nữ kia còn định ném giấy niêm phong đi nhưng bị Jeongju giữ lại. Cô ta lập tức đưa tay tát Jeongju nhưng bị cô nàng dễ dàng khống chế. Tức quá, người phụ nữ đó liền cắn thật mạnh vào tay của Jeongju. Jerome thấy vậy đi đến cản nhưng bị cô ta tát một phát thật mạnh. Jerome ấm ức đến mức sắp phát khóc. Thấy người phụ nữ kia đánh đá chuông hoa quá, Jeongju chỉ đành dùng vũ lực khống chế đối phương, sau đó liền giao cho nhân viên hải quan. Nhưng họ không biết rằng mình đã chọc phải người không nên chọc. Sau đó cô ta lấy cớ hành hung người khác, bắt Jerome và Jeongju phải quỳ xuống xin lỗi mình, còn lấy ông bố làm ủy viên quốc hội của mình ra đe dọa. Do chỗ dựa của đối phương quá lớn nên đội an ninh sân bay chỉ đành điều tra chuyện này, bởi vì khi đó Jeongju đã tan ca, mà thẻ nhân viên của Jerome bị rơi ở nhà vệ sinh bị nhân viên an ninh nhặt được. Bọn họ hỏi Jerome nhân viên an ninh sân bay đã đánh khách là ai. Jerome không muốn bán đứng Jeongju nên nói dối rằng mình không quen đối phương, nhưng Deki nghe Jerome kể dường như đã đoán ra nhân viên an ninh nữ này là ai. Rất nhanh, thông tin đã được truyền đến tai quản lý cấp cao Hee-sung của sân bay. Để bảo vệ danh tiếng của sân bay, ông ta lệnh cho Seo-kun bắt nhân viên của cô lập tức đi xin lỗi khách. Cho dù là khom lưng quỳ gối hay lại lục van xin, nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Seo-kun vốn dĩ muốn giải thích thay cho Jerome nhưng Hee-sung nhất định không chịu nghe, hai người vì chuyện này bắt đầu cãi nhau. Lúc này Jerome đứng ra, vì không muốn trưởng nhóm của mình bị làm khó, cô bằng lòng xin lỗi. Dù sao cũng chỉ bắt một nhân viên quỳ xuống, chẳng có gì to tát hết. Deki biết tin Jerome chuẩn bị đi xin lỗi, bèn nói chuyện này cho Jeongju biết, mà Jeongju không muốn Jerome phải gánh chịu hậu quả do lỗi mà mình gây ra nên vội vàng chạy đến sân bay.
Lúc này vị khách kia đang ngồi trong phòng với vẻ mặt chảnh chọe. Lúc này Soo Jeon đột nhiên đi vào, do bình nước trong phòng bị hư nên anh đến sửa, cô cũng không để ý. Rất nhanh Soo Jeon và Seo Kun đã đưa Jae-rum đến, hành khách nữ kia vẫn giữ nguyên nét mặt đắc ý. Vào lúc Soo Jeon lên tiếng xin lỗi, sự xuất hiện của Soo Jeon khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cứ như vậy một bên Soo Jeon xin lỗi một bên Soo Jeon không ngừng gây ồn ào, hành động của Soo Jeon khiến Jae-rum nhận ra điều gì đó. Vào lúc Soo Jeon bảo Jae-rum xin lỗi, Jae-rum nhớ lại lời của Soo Jeon. Nếu như vì vậy mà cô từ bỏ không nói ra điều mà mình nghĩ là đúng, vậy cô sẽ không bao giờ nghe được những điều mình muốn nghe. Soo Jeon lại hối thúc Jae-rum xin lỗi, lúc này Jae-rum nói chuyện lúc nãy xảy ra trong nhà vệ sinh. Mong cô, xin lỗi tôi. Vừa nghe thấy vậy, nữ hành khách kia lập tức nổi trận lôi đình, còn nói sẽ tìm luật sư để kiện sân bay. Nhưng lúc này lại truyền đến tiếng của cô ta. Alo, luật sư Kim, không được. Bây giờ vẫn chưa nói cho bố tôi biết được. Nếu bố tôi biết chuyện sẽ đánh chết tôi đó. Nhất định không được nói cho ông ấy biết, nghe chưa? Ngoài ra cô ta chỉ muốn dọa mọi người trong sân bay để bọn họ bãi bỏ thủ tục thông quan. Lúc này Soo Jeon kịp thời xuất hiện ra tay giúp đỡ khiến Jae-rum cảm động muốn khóc. Cuối cùng nữ hành khách kia chỉ đành chút giận lên áo của mình. Đợi đến khi Jeong-ju đến nơi thì mọi chuyện đã được giải quyết một cách vô cùng hoàn hảo. Vì chuyện này lần đầu tiên Jae-rum được trưởng nhóm Seo-kun khen ngợi, làm tốt lắm. Chuyện này khiến Jae-rum vô cùng cảm động, cô không nhịn được nước mắt rơi lã chã. Bởi vì trước kia lần nào cô cũng phải xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi công bằng cho bản thân mà hôm nay toàn bộ sự dũng cảm và sức mạnh đều do Soo Jeon giao cho cô. Mà lúc này Soo Jeon đang đứng phía sau âm thầm nhìn cô. Sau khi bị Seo-kun nhìn thấy cô khen biểu hiện của Soo Jeon hôm nay vô cùng xuất sắc, bèn giao luôn cho anh việc sửa chữa máy lọc nước. Nhưng một bên khác, sao thế? Sao nước không chảy ra vậy? Nhìn thấy Jae-rum vui mừng đến mức rơi lệ, Soo Jeon hình như đã dần thích cô. Lúc này một con robot hút bụi bị cánh tay bằng kim loại của Seo Jeon thu hút, nó không ngừng bám theo sau lưng anh. Mà Soo Jeon vì muốn né con robot này đã chạy về phía Jae-rum, nhưng một giây sau ở sân bay một sản phụ chuẩn bị sinh con, nhưng cô lại không muốn đẻ đứa bé này ra, chỉ vì chồng cô vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cô không biết rằng lúc này chồng mình bay từ nước ngoài về, vừa xuống đến sân bay đã bị nhân viên sân bay đưa đi vì hộ chiếu có vấn đề. Thấy thai phụ kia nhất quyết nếu không gặp được chồng sẽ không đi đẻ, Jae-rum vì đảm bảo an toàn cho thai phụ và em bé nói mình nhất định sẽ giúp cô tìm chồng về. Lúc này thai phụ mới đồng ý đến bệnh viện trung tâm ở cạnh sân bay. Ở trong văn phòng làm hồ sơ nhập cảnh, do trước đây anh từng dùng hộ chiếu giả nên chuẩn bị đưa trả về nước, anh cầu xin nhân viên ở đây cho anh gặp mặt đứa con mới chào đời của mình rồi đi, nhưng bị lãnh đạo phòng nhập cảnh vô tình từ chối. Bên này Jae-rum vội vàng tìm kiếm chồng của thai phụ ở cửa ra và gửi hình của anh ta cho Seo-jun, bảo anh nếu nhìn thấy người trong hình nhờ nói với cô. Lúc này Soo Jeon đến phòng xuất cảnh chờ sửa máy lọc nước, vô tình phát hiện ra người đàn ông trước mặt mình chính là người mà Jae-rum đang tìm. Đúng vào lúc này nhân viên đi đến gọi tên anh ta, máy bay bay về nước sắp đến, cô chuẩn bị đưa anh lên máy bay. Soo Jeon vội vàng liên lạc với Jae-rum nói với cô có lẽ anh ta không gặp được vợ con mình rồi bởi vì anh ta sắp bay về nước. Jae-rum không thể nào trơ mắt đứng nhìn người đàn ông kia đã đến rất gần vợ với con mình rồi nhưng vẫn không thể nào gặp được, cô định đến gặp cấp trên năn nỉ. Và lúc này người đàn ông kia nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho người thương. Trong điện thoại hai người vô cùng quyến luyến và tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy sản phụ khóc khiến Daiki và Jeong-ju ngồi bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng. Đợi đến khi người đàn ông ra khỏi nhà vệ sinh, anh đẩy nhân viên sân bay ra vội vàng chạy mất. Soo Jeon thấy vậy nhanh chóng đuổi theo. Anh ta liều mạng chạy trốn còn Soo Jeon bám sát theo sau cho đến khi không còn đường chạy nữa, anh ta mới dừng lại. Anh cầu xin Soo Jeon cho mình được gặp vợ và con, nhưng Soo Jeon không có quyền làm như thế. Vào thời khắc nguy cấp, anh ta lấy bút trong túi ra chĩa vào người Soo Jeon, ngay sau đó liền đâm về phía Soo Jeon. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lúc này anh chàng kia bất ngờ đến mức trợn tròn mắt. Sau khi Soo Jeon nhổ cây bút trên tay ra, sau đó bỏ bút ra sau lưng, anh chàng kia vẫn không chịu dừng tay xông đến tấn công Soo Jeon. Nhưng ngay sau đó Soo Jeon né tránh khiến anh ta ngã xuống dưới lầu, may mà Soo Jeon kịp thời bắt lấy anh ta. Tiếp đến Soo Jeon chỉ nhấc nhẹ đã đưa anh ta từ ngoài vào trong hành lang. Lúc này những người trong nhóm bảo an chạy đến, Soo Jeon vội vàng lấy chân dẫm lên cây bút và đưa cánh tay ra sau lưng. Soo Jeon vì che giấu bí mật của bản thân nên anh nói với nhóm bảo an sân bay rằng mình không sao, nhưng trùng hợp cảnh tượng vừa rồi đã bị In-gu nhìn thấy, In-gu vô cùng bất ngờ. Một bên khác, Jae-rum nói chuyện này cho Seo-kun biết. Lúc này Jae-rum cũng nhận được hình ảnh đứa bé mới chào đời được Jeong-ju gửi đến. Jae-rum cầm bức hình hết lời năn nỉ Seo-kun để cho gia đình họ gặp nhau, cuối cùng được Seo-kun giúp đỡ cả nhà nói chuyện với nhau qua một tấm kính. Cuối cùng sản phụ cũng gặp được chồng mình, lúc này cả nhà vừa vui vừa buồn. Con của chúng ta đó, con của chúng ta. Jae-rum và mọi người đứng bên cạnh cũng bị cảm động theo sau khi Soo Jeon quay về chỗ làm chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Và lúc Soo Jeon đặt bút xuống kẹp giấy bằng kim loại và bút máy đột nhiên bị cánh tay anh hút, có thể thấy cánh tay kim loại của anh đã gặp trục trặc. Soo Jeon cũng không để ý, nhưng khi anh đứng dậy thì anh nghĩ lại cánh tay bị vậy có lẽ là do lúc nãy bị bút đâm trúng. Anh lén đến phòng để đồ kiểm tra cánh tay, may mà chỉ bị lỗi trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này ở cách sân bay không xa, một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh thì động cơ đột nhiên bốc cháy, trong máy bay tất cả các hành khách đều sợ hãi. Một bên khác, Jae-rum vừa tan làm về chuẩn bị đón mẹ xuống sân bay đột nhiên nhìn thấy chiếc máy bay gặp sự cố trên không trung. Tiếp đến tất cả nhân viên trong sân bay đều nhận được tin nhắn hạ cánh khẩn cấp. Khi biết mẹ mình ở trên chiếc máy bay đó, Jae-rum lòng như lửa đốt.
Sujeon cũng nhận được điện thoại của Seokun giao nhiệm vụ cho anh. Vào lúc anh chuẩn bị về thì thấy Jerome đang đứng trên lầu, cô lo lắng nhìn về phía máy bay trên bầu trời. Chuyện này khiến Sujeon nhớ lại lúc nãy chuẩn bị tan ca, Jerome vô cùng vui vẻ. Anh biết trên máy bay có người quen của cô. May mà lúc máy bay hạ cánh không có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, xe cứu hỏa đã đứng chờ ở đây từ lâu, bắt đầu công tác cứu hộ. Nhìn thấy vậy, Jerome bất chấp tất cả chạy ra ngoài tìm mẹ của mình, nhưng bị Sujeon cản lại và nói với cô khu vực đó không được tùy tiện vào. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Jerome, Sujeon lập tức đứng hình. Cô làm sao thế? Mẹ tôi đang ở trên chuyến bay đó. Sau đó Sujeon gọi điện thoại cho Seokun nói với cô mẹ của Jerome đang ở trên chuyến bay, hy vọng có thể để Jerome vào trong sân bay. Nhưng Seokun từ chối yêu cầu của anh, Sujeon nhìn thấy Jerome vô cùng buồn bã, anh bèn quyết định hành động. Trên đường đi, Sujeon gọi điện thoại cho Jerome, sau khi hỏi tên của mẹ cô liền tắt điện thoại. Sau đó anh chạy thật nhanh lên xe cứu hộ và nói dối rằng anh nhận lệnh cấp trên đến đây giúp một tay. Sau khi vào trong sân bay, Sujeon vội vàng hỏi từng hành khách xem họ có phải mẹ của Jerome hay không, mà cảnh này cũng bị Jeongju ở bên cạnh trông thấy. Hơn nữa cô rất tò mò tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Lúc này trên máy bay truyền đến tin có người đang bị thương, Sujeon lập tức chạy đến đó và xử lý vết thương cho người phụ nữ ấy. Sau khi biết bà là mẹ của Jerome, anh mới an tâm. Nhưng vào lúc Sujeon nhận lấy ly, cánh tay của anh lại không sử dụng được rơi xuống dưới. Lúc này đội cứu hộ lập tức chạy đến, để không bị lộ, Sujeon vội vàng trốn đi. Cuối cùng Jerome cũng thấy mẹ mình an toàn đi ra. Hai người kích động ôm nhau, còn Sujeon âm thầm đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, sau đó Sujeon mới an tâm rời đi. Trước khi đi, mẹ còn gọi điện thoại cho Jerome bảo cô phải cảm ơn người đã cứu bà trên máy bay. Sau đó Jerome đến ban bảo an để cảm ơn bọn họ, nhưng Jeongju nói không phải bọn họ cứu, còn bảo cô đi hỏi Sujeon. Sujeon lúc này đã bị tiến sĩ đón đi, lúc này Jerome gọi điện thoại đến nhưng anh không nghe máy. Nhưng sau khi Sujeon được bác sĩ điều trị xong quay về nhà, Jerome gửi tin nhắn đến, hẹn anh ở nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Jerome mang theo ba lô Sujeon để quên ở nơi làm việc đứng đó chờ anh, mà Sujeon vẫn đang thắc mắc có nên đi hay không. Chờ càng ngày càng tối, Jerome vẫn không thấy bóng dáng Sujeon đâu hết. Hồi sau trời đổ mưa, không biết đợi thêm bao lâu nữa, khi Jerome ngẩng đầu lên, Sujeon đã xuất hiện trước mặt cô. Jerome hỏi có phải anh cứu mẹ cô ở trên sân bay đúng không, nhưng Sujeon phủ nhận. Nhưng sau khi Jerome nói là Jeongju đã nhìn thấy anh mới chịu thừa nhận. Tiếp đến Jerome hỏi anh tại sao lại làm như thế. Lẽ nào anh thích âm thầm làm việc thiện sao? Không phải. Vậy thì anh thích tôi à? Lúc này Sujeon ngơ ngác, cứ như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau cho đến khi mưa ngớt, Sujeon mới trả lời. Đúng vậy. Sujeon luôn mặc cảm về cơ thể mình tàn tật, nhưng cuối cùng anh cũng có thể lấy hết can đảm tỏ tình với Jerome. Không ngờ rằng ngày hôm sau Jerome đến tìm anh, hỏi anh rõ ràng họ mới làm việc chung với nhau 3 tháng, tại sao anh lại thích một người bình thường như cô. Sujeon nói về cô muốn rung động với một người có lẽ phải mất 3 tuần hoặc 3 năm, nhưng anh chỉ dùng 3 giây. Chuyện này khiến Jerome không sao hiểu nổi. Hóa ra nhiều năm trước, trong một cửa hàng có nơi tên là Nơi Vì Sao Rơi, Sujeon vừa gặp đã yêu Jerome, mà vụ xe bị lật trước đó cũng là Sujeon âm thầm bảo vệ Jerome. Đúng vào lúc này, một nhóm khách đi ngang qua va vào cô, Jerome ngã thẳng vào trong vòng tay của Sujeon. Lúc này Sujeon cảm nhận được hơi ấm của đối phương, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Nhưng những khoảnh khắc tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi. Nhận thấy hai người như thế này có chút xấu hổ, Jerome nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Sujeon, nhưng cánh tay của cô lại vô tình để lên cánh tay của Sujeon. Lập tức cô cảm nhận được điều gì đó, trong lúc cô còn hoang mang thì Sujeon vội vàng hất tay cô ra, sau đó hoảng hốt rời đi. Khi Jerome quay về phòng làm việc chuẩn bị lấy hồ sơ cho cấp trên, vô tình nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Sujeon ở trên bàn. Vậy nên Jerome tò mò đọc thử, không ngờ trên đó ghi rõ rằng anh là người tàn tật mức độ 1. Thế vậy Jerome càng thêm bất ngờ. Jerome dầu dĩ không biết mình nên làm thế nào mới tốt, khi bị bạn thân hỏi rốt cuộc chuyện giữa cô và Sujeon là sao, Jerome đang định nói ra thì ngừng lại. Cùng lúc đó, khi kiểm tra nhà kho, nhân viên sân bay phát hiện ra một vali không rõ nguồn gốc xuất xứ, Sujeon vô cùng tức giận. Mọi người coi nơi này là nhà kho của mình hay sao, mà tùy tiện bỏ vali của mình ở đây. Nếu tôi bắt được ai bỏ vali ở đây thì chết với tôi. Lúc này Jerome đứng ra nhận cái vali đó là của mình, chuyện này khiến Sujeon xém tăng sơn. Hóa ra nhà cô đang ở đã hết thời hạn thuê nhà, cô đang định dọn ra chung cư bởi vì ngày mai mới phân chia xong nên cô chỉ đành để tạm hành lý ở đây. Sau khi tan làm, Jerome kéo theo vali một mình ngồi trước cửa, bây giờ cô không còn nơi nào để đi hết, mà trùng hợp cảnh này lại bị Sujeon nhìn thấy. Sujeon mời Jerome nếu cô không ngại có thể đến nhà của anh ở tạm một đêm, sau đó Jerome đi theo Sujeon về chung cư của anh. Nhưng Jerome suy đi tính lại vẫn thấy chuyện này không phù hợp, và lúc cô chuẩn bị rời đi thì Sujeon gọi cô lại. Anh bảo cô không cần suy nghĩ đến chuyện hai người có quan hệ gì với nhau, cô chỉ đơn giản là ở nhờ nhà anh một đêm mà thôi. Cứ như vậy Jerome bị Sujeon giữ lại. Sujeon chuẩn bị bữa tối cho Jerome, và lúc Jerome cầm cốc lên, hai người vô tình chạm vào tay nhau. Lúc này Jerome nhớ lại cảm giác hồi sáng chạm vào tay của Sujeon, nhưng Jerome chỉ im lặng nhìn Sujeon. Mặc dù tò mò nhưng cô không hỏi gì nhiều, bởi vì cô biết Sujeon không muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Mà Sujeon trốn tránh vấn đề này là vì anh sợ khi anh nói ra chuyện mình là người tàn tật thì Jerome sẽ chê anh. Ngày hôm sau khi Jerome đi từ nhà Sujeon ra, vô tình gặp phải Jeongju của đội bảo vệ an ninh sân bay.
Hôm nay Jung-ju mới dọn đến chung cư này cứ tưởng Jae-rum cũng sống ở đây. Lúc này Jae-rum vô cùng hoảng hốt, cô vội vàng giải thích rằng mình có quen một người bạn sống ở đây. Khi đến nơi làm việc, Jae-rum vội vàng nói cho Soo-jeon biết chuyện sáng nay cô vô tình gặp Jung-ju và dặn anh nhất định không được nói cho ai biết chuyện tối qua cô qua đêm ở nhà của anh, bởi vì cô không muốn mọi người bàn tán về mình. Soo-jeon đồng ý với cô. Nhưng khi Jae-rum vừa rời đi thì phía sau có tiếng động truyền đến. Khi Soo-jeon đi qua xem đó là ai thì thấy một bóng đen mở cửa lao ra ngoài. Và lúc Jae-rum chuẩn bị đi làm thì vô tình nhìn thấy nhóm Jung-ju đang bàn luận chuyện gì đó. Sau khi Jae-rum làm việc xong quay về, không ngờ chuyện giữa cô và Soo-jeon đang được các đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Jae-rum tức điên lên, cô nhớ lại lúc nãy nhóm Jung-ju vừa nói vừa cười liền lập tức khẳng định chuyện này là do Jung-ju nói cho tất cả mọi người cùng biết. Sau khi đến gặp Jung-ju, Jae-rum tức giận mắng Jung-ju một trận, nhưng Jung-ju ngơ ngác không hiểu Jae-rum đang nói gì. Đúng vào lúc này Soo-jeon xuất hiện kéo Jae-rum đi và nói với cô rằng lúc nãy hai người nói chuyện với nhau trong phòng để đồ, còn có người khác. Lúc này Jae-rum mới biết mình đổ oan cho Jung-ju. Đợi Soo-jeon tan làm về thì thấy Jae-rum đang đứng dưới lầu chờ anh. Tối nay cô có thể dọn đến chung cư mà cô được phát rồi. Sau đó Soo-jeon bê hành lý ra và hỏi xin số nhà của cô. Vừa nhìn thấy số nhà, Soo-jeon đã biết Jae-rum sống chung nhà với Jung-ju. Lúc này Jae-rum rất bất ngờ, cô nghĩ ban ngày cô mắng Jung-ju như vậy, đến tối làm sao có mặt mũi nào gặp cô ấy. Lúc này Soo-jeon nói với cô, tôi nghe nói trên đời này không có gì là ngẫu nhiên hết, trên thế gian này không hề có ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do. Nghe thấy câu nói này, Jae-rum lại càng bất ngờ hơn, vì khi cô còn nhỏ bố mẹ của cô đã cũng từng nói với cô câu này. Thế là Jae-rum hỏi Soo-jeon, cho tôi hỏi, anh có biết bố tôi không? Có, tôi có biết ông ấy. Ngoài ra hồi nhỏ Soo-jeon với anh trai thường xuyên đến cửa hàng kia, mà chủ của cửa hàng chính là bố của Jae-rum. Ở sân bay một vị khách kiêu căng đổ cả chai nước lên đầu của nhân viên sân bay, hơn nữa anh ta còn luôn miệng chửi mắng nhân viên. Anh nhân viên cố kiềm chế và bảo với khách không được mang nước suối lên máy bay. Những hành khách xung quanh không ngừng chỉ trích hành khách kia, nhưng anh ta còn kiêu căng hơn định động tay động chân với nhân viên. Lúc này nhân viên sân bay không nhịn nổi nữa, cuối cùng hai người lao vào đánh nhau. Trưởng nhóm định cản hai người lại nhưng bị người đàn ông kia đẩy ra. Soo-jeon thấy vậy sợ chuyện này ảnh hưởng sâu đến hình ảnh của sân bay, vội vàng chạy đến kéo nhân viên sân bay ra. Lúc này anh nhân viên mới nhận ra hành vi lúc này của mình rất bất lịch sự. Sau đó người đàn ông kia lấy lý do nhân viên sân bay sử dụng vũ lực với khách hàng để yêu cầu nhân viên đền tiền vé máy bay và tiền tổn thất về tinh thần. Sau đó In-gu cũng đến để giải quyết vụ việc. Anh khách một mực đòi nhân viên kia phải xin lỗi mình và đền tiền vé máy bay. Trưởng nhóm lập tức xin lỗi khách, tôi xin lỗi. Nhưng anh nhân viên cảm thấy mình không sai, tôi chỉ làm đúng theo quy định, vậy nên tôi không phải xin lỗi. Lúc này In-gu nói với anh nhân viên, từ ngày cậu đến đây làm việc và nhận lương thì cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải nhịn khách hàng. Nhưng Soo-jeon ở bên cạnh không nhịn được nói xen vào, nhân viên cũng có công việc và trách nhiệm của mình chứ không phải ngồi không ăn lương. In-gu thấy Soo-jeon bào chữa này nói vậy, hai người này bị đuổi việc cũng không sao đúng không? Nghe thấy vậy cả hai đều lo mình bị đuổi việc, khóe mắt lập tức ngần ngần lệ. Trưởng nhóm không hề do dự quỳ xuống xin lỗi, vì giữ công việc này, vì vợ con ở nhà anh quỳ xuống cầu xin vị khách kia tha thứ. Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Hành động này của trưởng nhóm khiến anh nhân viên kia càng ấm ức hơn. Đúng vào lúc này đội trưởng đội an ninh sân bay Choi Mu-ja đến đỡ trưởng nhóm lên. Sau đó Mu-ja liệt kê ra vị khách kia không những vi phạm luật hàng không, còn nhục mạ và đánh nhân viên sân bay là lỗi của người đàn ông kia. Anh khách nghe xong rất tức giận, anh ta nói nhân viên sân bay nắm lấy cổ áo anh ta trước. Lúc này Jae-rum ở bên cạnh đưa video ra. Thấy có chứng cứ xác thực, anh khách mới chịu im miệng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Soo-jeon thấy Jae-rum kịp thời hóa giải tình hình, nhìn cô nở một nụ cười hãnh diện. Đến tới Soo-jeon hẹn Jae-rum ra ngoài đi dạo, anh cúi đầu nhìn bàn tay của Jae-rum, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Sau đó anh giả vờ bình tĩnh rút tay trái của mình ra khỏi túi áo, tiếp đến thử đưa tay đến gần tay của Jae-rum, nhưng mãi anh vẫn không có đủ can đảm để nắm lấy tay cô. Và lúc anh lại lấy hết can đảm chuẩn bị nắm lấy tay cô thì, nè, anh Soo-jeon, sao cơ? Jae-rum nói với Soo-jeon, hóa ra năm cô 9 tuổi bố cô đã rời xa cô. Jae-rum không ngờ rằng Soo-jeon lại biết bố mình. Đúng vào lúc đó, cuối cùng Soo-jeon cũng nắm được tay Jae-rum. Và giờ phút này, hai người thâm tình nhìn nhau. Jae-rum nhắm mắt lại, Soo-jeon không nhịn được áp sát mặt mình vào mặt cô. Vào lúc hai người sắp hôn nhau thì... Soo-jeon bảo Jae-rum đi báo cảnh sát, sau đó anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó chạy đến chỗ đám người đang đánh nhau. Người đàn ông thấy Soo-jeon lo chuyện bao đồng chuẩn bị dạy cho anh một bài học. Nhưng vừa tung đòn qua, Soo-jeon đã nhẹ nhàng né được, sau đó còn nắm lấy nắm đấm của anh ta, sau đó dùng sức. Người đàn ông đau đến mức không ngừng gào thét. Một người khác thấy vậy cầm gậy đập vào chân Soo-jeon, gậy gỗ vỡ vụn mà chân Soo-jeon không hề động đậy. Sau đó Soo-jeon vung tay một phát, người đàn ông bị ném vào đống rác ngất đi. Sau đó Soo-jeon vô tình phát hiện ra người bị đánh chính là đội trưởng đội sân bay Choi Mo-ja. Và lúc anh đang thắc mắc, phía sau anh bỗng có người cầm dùi cui điện dí vào người anh khiến anh ngất đi. Tay chân giả của anh lúc này cũng bắt đầu bốc khói. Đợi đến khi Jae-rum dẫn cảnh sát đến nơi đám người kia và Soo-jeon đã biến mất. Lúc này Mu-ja đang đưa Soo-jeon bị thương đến chỗ của tiến sĩ. Sau khi Soo-jeon tỉnh lại, cánh tay bị thương của anh đã bị tiến sĩ băng bó xong. Do cánh tay bị bỏng nặng nên cơ bắp trên cánh tay cũng bị tổn thương. Tiến sĩ dặn anh sau này không nên dùng tay giả nữa, nếu không rất có thể cơ bắp trên cánh tay anh sẽ bị hoại tử. Còn bảo anh sau này dùng xe lăn để di chuyển.
Ngày hôm sau, Serum biết tin Sujeon không đi làm nên vô cùng lo lắng. Cô không ngừng gọi điện thoại cho anh nhưng mãi vẫn không thấy ai nghe máy. Hôm đó vừa ngủ dậy, Sujeon liền nhìn thấy điện thoại của Serum và tin nhắn hỏi thăm anh, khiến anh bất giác nhớ lại những chuyện của cả hai trước đây. Lúc này Sujeon phát hiện ra mình đã yêu Serum sâu đậm. Cho dù phải đối mặt với nguy cơ bị hoại tử, anh cũng không muốn phải xa người thương. Sau đó anh đeo chân tay giả lên, sau đó đứng dậy, tiếp đến anh thay đồ. Anh nhìn lúc tiến sĩ vẫn chưa ra ngoài, lén lấy chìa khóa xe của tiến sĩ rồi chạy xe đi gặp người con gái mà anh luôn canh cánh trong lòng. Sau khi tiến sĩ phát hiện ra, ông vội vàng gọi điện thoại cho Sujeon, nhưng sau khi thấy tiến sĩ gọi anh không thèm để ý. Sau đó tiến sĩ lập tức liên lạc với Seokun, trưởng nhóm của Sujeon, nói cho cô biết tình hình của Sujeon bây giờ vô cùng nguy hiểm, rất có thể lúc này Sujeon đang đến sân bay tìm Serum. Vậy nên Seokun nhanh chóng đến hỏi Serum, nhưng Serum không biết gì hết. Sau đó cô vừa gọi điện thoại cho Sujeon vừa chạy khắp nơi tìm anh, cuối cùng cô tìm thấy Sujeon ở trên sân thượng. Giờ phút này cô vô cùng háo hức, cô chậm chậm bước đến bên cạnh người đàn ông khiến cô ngày nhớ đêm mong. Serum lo lắng hỏi Sujeon tại sao lại đột nhiên biến mất. Cô nói mình rất lo cho anh, tại sao không nghe điện thoại. Cô không ngừng nói những lời quan tâm Sujeon khiến Sujeon rất vui. Sau đó anh nói, chúng ta yêu nhau đi. Lúc này hai người thâm tình nhìn nhau, ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn đồng cháy. Cảnh tượng tươi đẹp và tình yêu ngọt ngào này khiến tất cả mọi người đều cảm động. Rất nhanh Sujeon hài lòng rời đi, mà tiến sĩ và Seokun đang tức giận đứng trước cửa chờ anh. Trong lúc tiến sĩ chỉ trích Sujeon tự ý hành động thì nhìn thấy trên miệng anh còn dính màu son. Seokun lập tức nhận ra tâm tư của Sujeon, thấy anh vẫn an toàn, Seokun nở một nụ cười xấu xa sau đó rời đi. Tiến sĩ không thể nào chịu nổi bèn đưa khăn cho Sujeon để anh lau miệng. Đó là chuyện không làm không được. Mặc dù xấu hổ nhưng trong lòng Sujeon vẫn mừng như mở hội. Đến tối lúc này Serum vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của Sujeon nên hẹn anh ra ngoài, tiến sĩ lại một lần nữa ngăn cản nhưng Sujeon cố chấp muốn đi. Tiến sĩ thấy Sujeon cố chấp như vậy cũng không biết phải làm sao. Nhưng khi đi đến trước xe hơi, tay phải của Sujeon bỗng mất kiểm soát, chìa khóa rơi xuống đất. Chuyện này khiến anh lập tức cảm thấy sợ hãi, nhưng một giây sau cánh tay của Sujeon lại khôi phục lại. Tay chỉ bị lỗi tạm thời, Sujeon cứ tưởng không bị sao hết nhưng khi anh cúi xuống nhặt chìa khóa. Lúc này Sujeon ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên cánh tay anh lại mất kiểm soát, bắt đầu hút chiếc xe ở bên cạnh. Anh cố hết sức để kéo tay ra nhưng có cố thế nào cũng không được. Lúc này cửa kính bị nứt ra, anh cảm thấy vô cùng bất lực, tuyệt vọng. Sau đó cửa kính vỡ vụn nhưng tay anh vẫn hút chặt vào thân xe ô tô. Nếu như người hồi đi học từng bắt nạt bạn, đến lúc lớn còn mặt dày tỏ vẻ rất thân thiết với bạn sẽ làm thế nào? Cô ta là Min Trung, hướng dẫn viên du lịch, thấy Serum làm việc ở sân bay có lợi cho công việc hiện tại của mình, vậy nên hào hứng chạy đến chào Serum, còn nói rằng sau này có bạn để dựa dẫm rồi. Thái độ khác thường này khiến Serum vô cùng bất ngờ. Chưa đợi Serum mở miệng, cô ta đã giật lấy điện thoại của Serum, lưu số điện thoại của mình vào trong máy của Serum, còn hẹn cô trưa nay đi ăn. Sau khi Min Jung đi mất, Serum đứng như chờ chồng, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chuyện này khiến cô nhớ lại quá khứ của mình từng chịu đựng mọi tủi nhục, cô bất giác nắm chặt tay lại. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ tới là sau khi Min Jung đi vào trong nhà vệ sinh liền gọi điện thoại cho bạn của mình, khoe rằng mình mới gặp lại cô bạn Serum hồi cấp 3 từng bị mình bắt nạt. Hơn nữa đến trưa cô ta muốn Serum làm giúp mình vài tấm thẻ VIP. Sau khi đi ra ngoài, cô ta liền dán tên những hành khách mình chuẩn bị đón lên lan can. Trùng hợp cảnh tượng này bị Serum nhìn thấy. Rõ ràng hành vi của cô ta không phù hợp với quy định của sân bay, nhưng Serum không dám đi đến nói. Đối mặt với người hồi cấp 3 từng bắt nạt mình, Serum rất sợ nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm đi đến nhắc nhở Min Jung. Sắc mặt Min Jung lập tức thay đổi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, xé bảng tên xuống. Sau đó Serum từ chối lời mời ăn trưa của cô ta. Sau này Serum hy vọng hai người đừng dính líu gì đến nhau nữa. Nói xong Serum liền rời đi. Đi đến một góc, mặc dù trong lòng Serum vô cùng hoảng loạn nhưng cô vẫn vui vì mình có đủ dũng cảm để làm như thế. Nhưng Serum không hề hay biết rằng Min Jung không định bỏ qua cho cô dễ dàng như thế. Một bên khác, khi Sujeon ra ngoài hẹn hò với Serum, vừa đi đến bên cạnh xe hơi, cánh tay anh đã bị chiếc xe hút chặt. Đúng vào lúc này, bạn thân của Serum là Eun Sap trùng hợp đi ngang qua, vô tình nghe thấy tiếng kính vỡ. Khi anh đi đến đó xem sao, anh thực sự không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cửa kính bị vỡ vụn, mảnh kính rơi đầy đất, cửa xe cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Lúc này Sujeon đang trốn ở đằng sau xe, cánh tay anh không ngừng chảy máu, cánh tay robot của anh đã xảy ra vấn đề. Lúc này Sujeon chỉ cầu mong đừng ai nhìn thấy mình, nhưng anh vẫn bị Eun Sap nhìn thấy. Sau đó Eun Sap đưa Sujeon về chung cư, nhưng lúc này những món đồ ở trong phòng đã thu hút sự chú ý của Eun Sap. Sau khi đi ra ngoài, anh nhìn về phía nhà của Sujeon dường như đã nhận ra điều gì đó. Lúc này ở trong nhà, cơ bắp trên cánh tay của Sujeon bị thương nghiêm trọng hơn. Sau khi băng bó xong, tiến sĩ nghi ngờ chuyện lúc nãy xảy ra là do con chip trong người Sujeon gặp sự cố. Để tránh chuyện tương tự lại xảy ra, tiến sĩ khuyên anh tạm thời không được đeo tay chân giả nữa. Nhưng Sujeon vẫn muốn gắng gượng thêm một tháng. Và ra tối qua, Sujeon bị trích điện ngã lăn ra đất và bị Mu Ja phát hiện ra bí mật. Sujeon sợ sau khi Mu Ja công bố bí mật của anh cho mọi người biết, anh sẽ không thể sống như người bình thường được nữa. Thế nên anh chủ động đến tìm Mu Ja, xin Mu Ja cho mình một tháng. Hết một tháng anh sẽ tự động xin nghỉ. Mà anh làm vậy cũng bởi vì anh muốn một tháng cuối cùng làm việc ở sân bay anh có thể ở bên cô nàng Serum mà anh ta yêu. Anh không muốn Serum biết cơ thể anh tàn tật. Sáng sớm ngày hôm sau, anh lại đeo tay chân giả, đeo chiếc đồng hồ mà anh trai tặng cho anh, mặc bộ đồ vest bảnh bao đến sân bay làm việc. Một lần nữa Sujeon và Serum lại làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này điện thoại của cả hai đồng thời reo lên, người gọi điện thoại cho Sujeon là Eun Sap. Anh muốn gặp Sujeon nói về chuyện tối qua.
Mà bên này Jerome nhận được điện thoại của Min Jung, hóa ra cô ta đang ở sau lưng Jerome. Biết được mối quan hệ của Jerome và Soo Jeon, ở quán ăn cô ta đe dọa Jerome đưa cho cô ta 4 tấm thẻ thông hành VIP. Nếu không cô ta sẽ nói chuyện hồi cấp 3 Jerome bị bắt nạt cho bạn trai cô và những đồng nghiệp của cô. Jerome tức giận rời đi. Vì không muốn Soo Jeon biết quá khứ thê thảm của mình, cô đến tìm người phụ trách thẻ thông hành là In Woo, nhưng cô không biết phải mở miệng thế nào. Lúc này In Woo nói cho Jerome biết mình là anh trai của Soo Jeon. Anh đang định nói ra cả chuyện cơ thể của Soo Jeon thì Soo Jeon đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Soo Jeon hỏi In Woo rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cơ hội này In Woo hỏi Jerome không phải lần trước cô thấy hồ sơ của Jerome ghi rằng anh ấy là người tàn tật mức độ 1 sao. Lẽ nào cô không muốn biết đằng sau lớp áo của Soo Jeon đang ẩn chứa thứ gì à? Khi thấy In Woo chuẩn bị đem bí mật của mình nói cho Jerome biết, Soo Jeon bỗng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Khi cánh tay của Soo Jeon run rẩy, tất cả các vật dụng bằng kim loại trong phòng lần lượt rơi xuống đất. Lúc này cả hai người đều bất ngờ với những gì mình nhìn thấy. Soo Jeon thấy vậy vội vàng gạt những vật dụng kim loại trên tay mình xuống, anh ôm lấy cánh tay vội vàng chạy trốn. Jerome nhìn thấy những món đồ kim loại rơi đầy đất, cô biết trong lòng Soo Jeon có bí mật không muốn người khác chạm đến. Và lúc này Soo Jeon cởi áo khoác ra quần lấy cánh tay của mình chạy vào trong thang máy. Anh không muốn ai biết bí mật của mình, nhưng đang định bước vào thang máy nhìn thấy đống đồ dùng kim loại ở trước mặt, anh lại dừng bước. Không còn cách nào khác, anh một mình chạy vào trong phòng để đồ để trốn. Đúng vào lúc này Jerome dùng bộ đàm để gọi Soo Jeon, nhưng Soo Jeon im lặng không lên tiếng. Anh là một người tàn tật nên anh không biết phải đối mặt với Jerome như thế nào. Lúc này anh tiến thoái lưỡng nan, trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì lúc nãy bạn thân của Jerome là Ân Sáp cũng đến tìm anh, nói cho Soo Jeon biết chuyện tối qua mình nhìn thấy xe lăn trong nhà anh nên hỏi anh chuyện này là sao. Rõ ràng Ân Sáp đã biết cơ thể của Soo Jeon không lành lặn, nhưng anh vẫn muốn Ân Sáp giữ bí mật dù mình. Mặc dù Ân Sáp cũng yêu Jerome nhưng anh biết Jerome yêu Soo Jeon, anh không muốn Jerome ở bên cạnh người lúc nào cũng giấu giếm cô. Anh cho rằng trong tình yêu không nên có sự lừa dối. Ân Sáp cho Soo Jeon từ giờ đến cuối tuần để anh nói ra bí mật của mình cho Jerome biết. Trong phòng làm việc, Jerome nhìn về phía của Soo Jeon với khuôn mặt dầu dĩ, bởi vì cô cũng có quá khứ thê thảm không muốn cho Soo Jeon biết. Nhưng đúng lúc này lại có người đe dọa sẽ đem chuyện hồi cấp 3 Jerome bị bắt nạt nói cho Soo Jeon. Vào lúc Jerome không biết phải làm sao thì Seokhun đi đến đặt 4 tấm thẻ thông hành VIP ở trên bàn Jerome. Ngoài ra lúc đó Seokhun cũng ở nhà hàng và biết chuyện Jerome bị đe dọa. Nhưng lúc này Seokhun nói nếu như Jerome nhẫn nhịn được một lần vậy cô sẽ bị đe dọa mãi, hy vọng cô có thể nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định. Sau đó Jerome cầm thẻ thông hành đến gặp Min Jung. Cô ta thấy Jerome kiếm được thẻ nhanh như thế cảm thấy rất vui mừng, nhưng cô ta không biết rằng Jerome không hề có ý định đưa nó cho cô ta. Tiếp đến Jerome nói với Min Jung mặc dù khoảng thời gian cô bị bắt nạt đó cô sống rất chật vật, nhưng nhờ có sự quan tâm của mẹ nên cô đã vượt qua khoảng thời gian ấy. Mà bây giờ cô không còn sợ Min Jung nữa, cũng không còn bị cô ta đe dọa. Nói xong Jerome liền xé 4 tấm thẻ thông hành trong tay mình, sau đó đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại. Đến tối Soo Jeon về đến nhà, anh nói với tiến sĩ, hình như anh biết lý do tại sao cơ thể anh liên tục xuất hiện những hiện tượng lạ rồi. Nguyên nhân gây ra lỗi là gì thế? Là Han Jerome. Hóa ra vào lần đầu tiên gặp Jerome hiện tượng này đã xuất hiện rồi. Sau đó khi tình cảm của Soo Jeon dành cho Jerome ngày càng sâu đậm, tần suất thiết bị của anh gặp sự cố ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ anh đã yêu Jerome sâu đậm, vậy nên anh không biết sau này mình phải đối mặt với Jerome như thế nào. Đúng vào lúc này Jerome gọi điện thoại đến, Soo Jeon vốn dĩ định không nghe máy, nhưng tiến sĩ vẫn đưa cho anh. Ở trong điện thoại Jerome nói với anh, chuyện xảy ra lúc nãy, nếu như anh không muốn nói có thể không nói. Em tin chắc rằng anh có nguyên nhân hợp lý. Jerome hiểu cho nỗi lòng của Soo Jeon khiến anh vô cùng cảm động, anh thầm nói trong lòng, thật sự không sao à. Ngày hôm sau Soo Jeon kéo Jerome lên sân thượng hỏi cô có thấy anh kỳ lạ không. Nhưng Jerome cho rằng giữa người với người vốn dĩ đã khác nhau rồi nên cô không quan tâm đến sự khác lạ của Soo Jeon. Lúc này Soo Jeon nói với Jerome vì cô nên anh mới thường xuyên gặp sự cố. Nghe vậy Jerome rất thắc mắc. Nhưng Soo Jeon không hề nói ra lý do, anh chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Lúc này Soo Jeon rất muốn hôn cô nhưng vẫn không có đủ can đảm để làm điều đó. Anh xin lỗi, mong em cho anh chút thời gian. Ở trong sân bay, một người đàn ông cầm dao đang xách cổ nhân viên sân bay lên. Jerome bất chấp nguy hiểm đi đến ngăn cản nhưng bị anh ta chém trúng người. Túi của cô bị cắt đứt rơi xuống đất, máu không ngừng nhỏ lên túi. Thế vậy mọi người xung quanh sợ hết hồn hết vía. Jerome nhìn vết thương của mình sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Lúc này Deki và Jeongju của đội bảo vệ an ninh sân bay chạy đến. Deki xông lên đánh rơi dao của người đàn ông và khống chế anh ta vào quầy lễ tân. Jerome dần ngất đi trong tiếng gọi của Jeongju. Jeongju vội vàng gọi điện thoại cho Soo Jeon. Khi Soo Jeon nghe thấy Jerome bị thương, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Đột nhiên có một chàng trai va vào người Soo Jeon, điện thoại bị rơi xuống dưới bậc thang. Soo Jeon muốn cúi người xuống nhặt nhưng anh cố gắng mãi vẫn không nhặt được. Một giây sau anh bị ngã từ trên xe lăn xuống. Anh lê lết cơ thể tàn tật của mình bò về phía trước, nhưng chiếc điện thoại đang gần ngay trước mắt nhưng ngỡ như xa tận chân trời. Cuối cùng lúc anh lấy được điện thoại mới biết đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Bên này khi nhân viên y tế đến nơi xử lý vết thương cho Jerome, mà người đàn ông kia nhân lúc Deki đang phân tâm dùng đầu tấn công Deki sau đó chạy mất. Đợi Deki đuổi theo đến cửa sân bay, anh ta đã chạy mất rồi. Soo Jeon ngồi bệt dưới đất, anh nhìn cơ thể tàn tật của mình vô cùng đau đớn, cảm giác tình yêu tươi đẹp chỉ là giấc mộng xa vời. Sau đó anh mang theo cơ thể đầy vết thương của mình đến sân bay tìm các Seokhun, hỏi ai đã làm Jerome bị thương. Seokhun nói là một nữ nhân viên ở sân bay chia tay với người yêu. Người yêu cô ấy không can tâm mới đến sân bay để đe dọa. Jerome đi đến cản mới xảy ra chuyện này. Sau khi biết chuyện, Soo Jeon không nói gì nhiều chỉ nắm chặt tay lại, anh tức giận rời đi. Tiếp đến anh tìm gặp cô nhân viên kia biết được dáng vẻ của người yêu cũ cô và biết thêm quán nét anh ta thường hay lui tới.
mà lúc này anh ta đang ngồi trong quán net vui vẻ chơi game, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Đợi anh ta từ trong quán bar đi ra đang định châm điếu thuốc, đột nhiên có người nắm lấy áo anh ta và ném xuống đất. Tiếp đến một đấm, hai đấm, ba đấm, người kia liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh ta. Sau đó nắm lấy anh ta giống như diều hâu gắp gà con nhấc bổng anh ta lên. Anh ta không biết rằng mình đã chọc giận một người siêu yêu chừa bạn gái. Lúc này anh ta vẫn còn kiêu căng liên tục mắng chửi, còn rút dao ở trong túi ra chuẩn bị phản công, nhưng Su-jun không hề cho anh ta cơ hội. Anh tung thêm một đòn nữa vào mặt đối phương. Anh ta sợ hết hồn, vừa la hét vừa chạy thoát thân nhưng vẫn bị kéo quay lại đánh thêm một trận nữa. Sau đó Deki của đội bảo vệ an ninh sân bay nhận được điện thoại của một người lạ. Khi anh đến nhà vệ sinh mở cửa ra thì thấy người đàn ông đe dọa nhân viên tại sân bay hôm qua đã bị đánh nhừ tử và bị trói ném ở đây. Lúc này Su-jun đến bên cạnh giường của Jae-rum, nhìn thấy người mình yêu bị thương, anh vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau, người đàn ông kia đã bị đưa đến đồn cảnh sát mà Jae-rum cũng đến để phối hợp với cảnh sát điều tra, đúng lúc gặp người đàn ông kia. Anh ta nhìn Jae-rum nở một nụ cười xấu xa khiến cô sợ đến mức nổi da gà. Ngay sau đó Su-jun đưa tay ra để Jae-rum sang bên cạnh để bảo vệ cô. Sau khi anh ta nhìn thấy Su-jun, lập tức nhận ra Su-jun chính là người hôm qua đánh mình, lập tức cúi đầu xuống. Trước khi đi anh ta còn nhớ tên của Su-jun. Su-jun không biết rằng sau này người đàn ông này còn đem đến phiền toái cho anh. Một bên khác, đại ca của người đàn ông kia là quản lý Ju đến gặp In-gu muốn nhờ In-gu bảo lãnh cho em trai mình, nhưng In-gu lập tức từ chối. Tiếp đến quản lý Ju nói sao, người đánh đàn em hắn cũng tên là Su-jun nhỉ? Chuyện này khiến quản lý Ju nhớ tới cậu em trai bị tai nạn của In-gu, hình như cũng tên là Su-jun. Lúc này In-gu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh liên tục phủ nhận chuyện này, bèn khuyên hắn cố gắng quản đàn em của mình cho tốt. Đợi In-gu rời đi, quản lý Ju bắt đầu cho người điều tra Su-jun. Đến tối Su-jun vẫn chưa biết rằng mình vì bảo vệ bạn gái đã bị nhóm người xấu nhắm đến. Một trận tai nạn khiến người em vô cùng thất vọng về anh trai mình, chỉ vì anh trai khi nhìn thấy mình thoi thóp nằm dưới đất đã bỏ chạy. Thực ra Su-jun không biết rằng In-gu không chạy thoát, anh vẫn bị nhóm quản lý Ju bắt được. Hóa ra trong tay In-gu có chứng cứ về tội ác của quản lý Joe và chủ tịch. Lúc nãy Su-jun nhìn thấy bọn chúng bắt In-gu đi là vì bắt In-gu ra chứng cứ ra. Nhưng cái đĩa có chứng cứ khi này đã bị bỏ quên trong quán nơi vì sao rơi. Ông chủ đã đem nó đưa cho Su-jun. Đợi đến khi Su-jun đi ra ngoài kiếm anh trai mình mới xảy ra vụ tai nạn hồi nãy. Lúc này quản lý Joe bắt In-gu giao cái đĩa có chứng cứ ra. Nhưng anh nói mình đánh mất đĩa rồi. Quản lý Joe tức giận tát cho In-gu một phát. Tiếp đến quản lý Joe lấy Su-jun đang bị thương nặng sắp mất mạng ra để đe dọa In-gu. Để bảo vệ em trai In-gu bỏ đến hết lời cầu xin bọn chúng đừng làm hại em trai mình. Xin anh đừng làm như thế. Su-jun không biết gì hết. Tha cho em trai tôi được không? Tôi cầu xin anh đó. 12 năm sau, In-gu trở thành quản lý đội ngũ lập kế hoạch và vận hành sân bay. Anh đến sân bay làm việc cho quản lý Joe, nhưng anh bỗng gặp lại Su-jun cũng làm việc ở đây. In-gu sợ Su-jun bị cuốn vào chuyện này, sợ em trai gặp nguy hiểm nên anh cố ý nói những lời khó nghe, bảo Su-jun đừng xuất hiện bên cạnh anh. Mà hôm đó thiết bị ở trên tay của Su-jun đột nhiên gặp sự cố. Sau khi thấy chuyện này, In-gu rất bất ngờ, sau đó anh nghĩ ra cách để đuổi Su-jun đi. Anh đến gặp đội trưởng đội an ninh sân bay Choi Mu-ja, lấy lý do trên tay Su-jun có đeo thiết bị có từ tính gây ảnh hưởng đến các máy móc ở sân bay để yêu cầu Su-jun nghỉ việc. Ngày hôm sau, Mu-ja và Seo-kun đến gặp Su-jun, phân cho Su-jun đến làm việc ở nơi khác. Chuyện này khiến anh không sao hiểu nổi. Đúng vào lúc này, In-gu đột nhiên xuất hiện, thấy bọn họ bảo vệ Su-jun. Anh lấy cớ Su-jun không được phép mang theo thiết bị đang gặp sự cố để hỗ trợ công việc. Đáng lẽ phải để Su-jun nghỉ việc. Lúc này Su-jun định phản bác nhưng bị anh trai mắng. Nhóm quản lý đang bàn việc, đi Su-jun à. Một nhân viên còn coi như cậu không nên nói xen vào. Đây là chuyện của em, anh có thể nói với em anh à. Sau đó hai người đi ra hành lang, Su-jun nói với anh trai, nếu như anh không muốn nhìn thấy em như thế, tại sao anh không từ chức? Nếu như tôi có thể từ chức theo ý của mình, thì ban đầu tôi đã không vào đây làm. Su-jun đứng ngơ ngác, In-gu nói có một số người đang lên kế hoạch mà anh chỉ là một quân cờ nho nhỏ. Anh hy vọng Su-jun đi khỏi đây trước khi bị thương. Su-jun không sao hiểu nổi những lời của In-gu, anh đứng chôn chân tại chỗ. Không lâu sau khi Su-jun tuần tra tại sân bay nhìn thấy anh trai đang nói chuyện với một người đàn ông. Khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, anh nhận ra hắn chính là người năm đó đánh anh trai mình. Anh rất bất ngờ tại sao In-gu lại ngồi chung với người đó. Su-jun đến gặp In-gu để hỏi cha ra lẽ, anh vốn tưởng rằng In-gu áy náy chuyện năm xưa nên không dám đối mặt với mình. Nào ngờ thực tế là vì đám người kia, chuyện này khiến cho Su-jun càng hiểu lầm In-gu, mà In-gu chỉ lạnh lùng cảnh cáo anh. Im miệng và biến đi trong khuôn mắt tôi. Đợi Su-jun nhìn về phía quản lý Joe, anh không biết rằng người đàn ông hành hung bạn gái trước kia bị anh đánh chính là đàn em của hắn. Đến tới Su-jun và Jae-rum cùng nhau về nhà, trên đường đi hai người hạnh phúc nắm tay nhau. Su-jun thâm tình đặt lên môi Jae-rum một nụ hôn, anh định nói cho Jae-rum biết chuyện về cơ thể mình. Nên Su-jun rủ Jae-rum đến nhà mình, anh bảo cô quay lưng đi, anh một mình đi vào trong phòng, tiếp đến anh cởi áo khoác rồi áo sơ mi, sau đó chậm chậm quay người lại. Bây giờ em có thể quay người lại được rồi. Jae-rum cứ tưởng Su-jun muốn đi xa hơn với cô vô cùng căng thẳng không ngừng giải thích. Nhưng khi cô quay người lại, anh khác biệt như vậy đó. Để giảm bớt căng thẳng, Jae-rum không ngừng uống nước. Đợi đến khi Su-jun thay đồ xong đi ra ngoài, anh hỏi Jae-rum có thể chấp nhận bản thân mình như thế này không. Mặc dù Jae-rum không nói gì hết, nhưng trước khi đi, cô quên mất đặt cốc nước xuống. Rõ ràng Jae-rum vẫn không che giấu được sự bất ngờ. Nhưng khi Jae-rum đi ra ngoài, Su-jun bất ngờ phát hiện mình bị chảy máu mũi. Anh không biết rằng do cánh tay của anh trước đó bị thương còn thường xuyên sử dụng tay giả, bây giờ cả cánh tay phải của anh đã bị bầm tím nghiêm trọng. Ngày hôm sau, Jae-rum nhìn thấy Su-jun buồn bã ngồi trên ghế, cô bèn nắm lấy tay Su-jun kéo anh đến hành lang vắng vẻ. Tiếp đến cô đẩy Su-jun vào tường. Lúc này Su-jun vô cùng căng thẳng.
em đang làm gì thế? The Room nói với anh sau khi về cô đã nghĩ suốt một đêm, cô bằng lòng chấp nhận mọi thứ của anh, bằng lòng trao tình yêu của mình cho anh. Lúc này Sujeon cảm động với những lời nói của The Room, anh xoay người đè The Room vào tường. Lúc này Sujeon nhìn cô với ánh mắt thâm tình, hai người ôm nhau thật chặt cảm nhận tình yêu của cả hai dành cho nhau. Một bên khác, tiến sĩ vô cùng buồn bã bởi vì ông mới nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Sujeon. Ông phát hiện ra cơ tay của Sujeon bị viêm nhiễm nghiêm trọng, bắt buộc phải kiểm tra kỹ hơn. Thế là tiến sĩ gọi điện thoại cho Sujeon bảo anh quay về nhưng bị anh từ chối. Anh nói anh khỏe lắm không cần phải kiểm tra, sau đó dứt khoát tắt điện thoại đi. Đến tối, Sujeon, Jerome và các đồng nghiệp cùng nhau đi ăn, đi hát karaoke. Sujeon giống như một đứa trẻ ngồi im trên sofa, nhìn cô nàng Jerome đang vui đùa trong lòng anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó anh không ngừng bị chảy máu mũi, anh vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để rửa, không ngờ anh nhìn thấy những vết bầm tím trên tay đã lan đến tận cổ. Những lời khuyên nhủ của tiến sĩ khiến anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi về, Jerome khoác tay Sujeon và hỏi anh có muốn đi du lịch với cô vào kỳ nghỉ sắp tới không. Lúc này Sujeon chỉ nhìn Jerome không trả lời, bởi vì anh không biết mình còn có thể sống đến lúc đó không. Anh ôm Jerome thật chặt nhưng trong lòng ngập tràn lo lắng. Đợi hai người về nhà, tiến sĩ đến gặp Jerome, nói cho cô biết tình hình sức khỏe của Sujeon, hy vọng cô có thể khuyên Sujeon nhanh chóng đồng ý điều trị. Sau khi tiến sĩ rời đi, Jerome cảm thấy rất đau khổ. Ngày hôm sau, Jerome và Sujeon bị cấp trên điều đến siêu thị mua đồ. Sau khi lên xe, Jerome không những quan tâm Sujeon có khỏe không, ngay cả lúc bê đồ cũng không cho anh làm. Một mình cô bê hết những món đồ mới mua lên xe. Chuyện này khiến Sujeon không thể hiểu nổi. Đợi đến khi hai người về phòng làm việc, biểu hiện khác thường của Jerome khiến cho Sujeon nghi ngờ. Em nói thật cho anh biết, em gặp tiến sĩ rồi đúng không? Khi bị Sujeon hỏi liên tục, Jerome nói cho anh biết chuyện tiến sĩ nói về cô. Jerome hy vọng anh có thể cởi số máy móc trên người ra, như vậy cơ thể của anh mới dần bình phục. Nhưng lúc này Sujeon đột nhiên nổi trận lôi đình. Đừng nói nữa. Anh bảo em đừng nói nữa, hắn Jerome. Sau đó Sujeon tức giận rời đi, tiếp đến anh gặp trực tiếp tiến sĩ để hỏi. Tiến sĩ nói với Sujeon nếu không tháo hết máy móc trên người anh ra, bỏ lỡ thì mất thời gian chữa trị tốt nhất, rất có thể anh sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng Sujeon không muốn điều trị, anh muốn sống một cuộc sống như người bình thường, không muốn sống trên xe lăn. Nói xong anh liền đi ra ngoài. Nhưng một lần nữa anh lại chảy máu mũi. Khi rời khỏi đây anh không biết rằng phía xa có hai người mặc áo đen đang theo dõi anh. Một mình Sujeon chạy đến công viên, đột nhiên ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt anh. Hai chiếc xe hơi dừng lại trước chỗ anh ngồi, tiếp đến cả nhóm côn đồ cầm gậy bước xuống. Lúc này đại ca của nhóm là quản lý Joe đi đến, hắn đến để dạy cho Sujeon một bài học. Tao nghe nói trước đây không lâu mày đã dạy cho đàn em tao một bài học đúng không? Tao muốn biết sao mày làm được như vậy thế, cho tao xem năng lực của mày đi. Sau đó một nhóm người cầm gậy đi đến bao vây Sujeon. Không lâu sau Sujeon đã bị đánh nằm lăn dưới đất. Nhưng đúng vào lúc này, đợi đã. Đám kẻ xấu không biết rằng lúc nãy Sujeon không ra tay là vì sợ đánh chết bọn họ. Đối mặt với tình hình hiện tại, Sujeon không nhịn nữa. Anh cầm lấy gậy gỗ, sau đó dùng tay không đánh gãy. Anh nắm lấy cổ áo một tên, sau đó ném bay ra xa. Sau đó tung cú đá khiến người khác bay lên trời. Cảnh tượng này xem nữa khiến đám người đó sợ vãi đái. Sujeon đi thẳng đến trước mặt quản lý Joe. Thế nào, có muốn đánh tiếp không? Quản lý Joe không nói được lời nào nữa, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đợi sau khi Jerome quay về nhìn thấy Sujeon bị thương, cô rất lo lắng. Anh bị thương à? Anh té hay sao thế? Chúng ta đi viện đi được không? Anh không sao, Jerome. Sau đó Jerome đưa Sujeon về chung cư, chú đáo xử lý vết thương cho anh. Jerome đau lòng muốn bảo vệ cho Sujeon khiến anh bất giác muốn có người phụ nữ này. Em muốn ngủ lại đây không? Jerome đột nhiên ngớ người không trả lời, cô vội vàng lấy đồ rời khỏi đây. Nhưng vừa đi ra đến cửa cô lại quay lại. Ngủ ngon nhé. Lúc này Sujeon cảm thấy rất hạnh phúc. Một bên khác, quản lý Joe tức giận gọi điện thoại cho Ingu hỏi anh rốt cuộc chuyện của Sujeon là sao. Ingu vì không muốn em trai mình bị dính vào chuyện này nên nói mình không quen Sujeon, nói xong liền tắt điện thoại. Quản lý Joe thấy rất nhiều đàn em của mình bị thương và chiếc xe yêu quý của mình bị hỏng nặng, hắn thề nhất định phải khiến Sujeon phải trả giá đắt. Đứng trước gương, Sujeon nhìn cánh tay bị viêm nhiễm nghiêm trọng của mình, anh biết rất có thể mình sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng để có thể nhìn ngắm người mình thương mỗi ngày, anh vẫn bất chấp nguy hiểm đến sân bay làm việc. Nhưng ngay sau đó anh liền mơ màng dần mất đi ý thức, mong mũi chảy không ngừng. Lee Sujeon, anh không sao, chúng ta đến bệnh viện đi. Anh không sao, chờ anh một chút. Sau đó anh vội vàng đến nhà vệ sinh để rửa vết máu. Jerome ở ngoài vô cùng lo lắng. Đột nhiên một nhóm người đi vào trong, bọn họ bao vây xung quanh Sujeon, rõ ràng chúng đến đây để kiếm chuyện với anh. Lúc này kẻ dẫn đầu đi đến trước mặt Sujeon. Sujeon vừa nhìn đã nhận ra anh ta chính là tên cầm dao chém vào người Jerome ở sân bay và bị mình đánh một trận nhiều tử. Anh ta đắc ý ở trước mặt Sujeon khoe khoang mình có một đại ca tốt. Không những vết giấy bảo lãnh cho tao, còn nộp tiền bảo lãnh tao ra ngoài. Kết quả mày xem đi, chẳng mấy chốc tao đã được trả tự do. Lúc này Jerome nhìn thấy Sujeon đang gặp nguy hiểm, vội vàng đến tìm Deki của đội bảo vệ an ninh sân bay. Nhưng khi Deki đến nơi thì Sujeon không còn ở đây nữa rồi. Sau đó bọn họ trích xuất camera tìm được Sujeon. Bọn họ đang đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Thế là Deki dẫn theo Jeongju và đội bảo vệ xuống bãi đỗ xe dưới hầm ngăn cản không cho họ đưa Sujeon đi. Nhưng Sujeon lại bước ra bảo nhóm Deki đừng cản bọn họ. Anh sợ chỉ vì anh lại khiến nhiều người khác bị thương. Nhưng Deki một mực không cho Sujeon đi cùng đám người kia. Vào lúc hai bên đang giằng co, Deki, anh có nghe thấy không? Có ạ, tổ trưởng nói đi. Tất cả mọi người trong tổ bảo vệ, rút khỏi đó đi. Hóa ra lúc nãy Moja nói chuyện của Sujeon cho Ingu biết. Ingu hứa cứ để Sujeon đi theo đám người kia, anh hứa sẽ đưa Sujeon về. Lập tức rút lui, nhanh lên.
Sujon để 8 người kia đưa đến một khu xưởng bỏ hoang. Sau khi nhận được tin, In-woo vội vàng đến đây. Anh hy vọng quản lý Jo có thể tha cho em trai mình. Nhưng quản lý Jo một mực đòi giết Sujon. Không còn cách nào khác, anh nói với quản lý Jo. Anh có muốn ổ đĩa của 12 năm trước được công bố cho tất cả mọi người biết không? Cậu nói cậu làm mất cái đĩa rồi. Anh không nghĩ đến chuyện tôi giữ lại để đảm bảo an toàn cho tôi và Sujon sao? Lúc này quản lý Jo đã bị chọc giận, vung nắm đấm hạ gục In-woo. Sujon thấy anh mình bị tấn công, bắt đầu đánh trả đám người xấu xung quanh. Đúng vào lúc này, một tên côn đồ cầm gậy đánh ngất In-woo. Anh ơi! Sujon tức giận muốn đi cứu anh trai nhưng bị đám người xấu ôm thật chặt. Tiếp đến, quản lý Jo đưa In-woo ra ngoài, bèn dặn đàn em ném In-woo xuống biển. Cảnh này đã bị Deki nhìn thấy. Sau đó quản lý Jo lái xe rời đi, và lúc này trong khu xưởng, Sujon vẫn chiến đấu với đám người xấu. Sujon thể hiện khả năng chiến đấu hơn người, hạ gục hết người này đến người khác. Người đàn ông từng chém Jerome thấy anh em mình bị đánh tơi tả, sợ đến mức không biết phải làm sao. Sau đó anh ta mở cửa ra định chạy trốn, Deki đi đến cho hắn một phát, khống chế được anh ta. Lúc này Sujon mở cửa ra, sau đó anh hất mạnh một cái cửa nặng trịch bị văng ra ngoài. Đã đàn em nằm lăn làm bò dưới đất, thấy vậy Deki bất ngờ đến mức trợn tròn mắt. Sujon đi đến trước mặt người đàn ông kia, một tay nhấc bổng anh ta lên. Mày biết bọn chúng đưa anh trai tao đi đâu không? Tôi có thể hỏi thăm được. Lúc này In-woo đã bị đưa đến bờ biển, và lúc bọn chúng vừa xuống xe thì Deki lái xe đưa Sujon đến. Đám kẻ xấu thấy vậy vội vàng mở cốp xe lấy gậy. Lúc bọn chúng đi về phía Sujon, In-woo nhìn thấy Sujon ở phía trước, anh nhớ lại cảnh trước kia Sujon từng cứu mình. Anh ơi! Lần này anh không muốn vì mình mà em trai lại gặp nguy hiểm, anh vội vàng bò qua ghế tài khởi động xe đâm thẳng vào đám người xấu kia. Nào ngờ xe không những không đâm trúng người còn khiến In-woo gặp nguy hiểm. Cứ như vậy chiếc xe bị treo lơ lửng trên bờ biển, có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào. Vào lúc xe chuẩn bị rơi xuống, Sujon đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ nhìn Sujon. Bởi vì lúc này anh dùng một cánh tay để kéo xe hơi, anh cố hết sức kéo xe hơi lên bờ. Nhưng do trên người anh đang bị thương nên có cố thế nào cũng không được, In-woo không muốn liên lụy đến em trai nên hét lớn. Buông tay đi Sujon, em buông tay ra đi. Sujon cố gắng nhịn đau nhất định không chịu buông tay ra, cứ như vậy chiếc xe bị Sujon kéo lên bờ. Lúc này Sujon thấy anh trai không còn nguy hiểm nữa, nụ cười bỗng xuất hiện trên khuôn mặt ngập tràn mồ hôi và nước mắt của Sujon. Bởi vì anh thấy In-woo đến cứu anh, điều này chứng tỏ anh trai vẫn quan tâm đến anh. Nhưng đợi đến khi Sujon quay về, cơ thể anh đã quá mệt mỏi. Jerome thấy bạn trai ở trước mặt vội vàng chạy đến. Sujon không gắng gượng nổi nữa, quỳ xuống đất. Và lúc Sujon ngất đi, Jerome chạy đến ôm lấy anh. Lee Sujon, Lee Sujon. Sau khi về, Jerome nhìn thấy Sujon đang bị bệnh nặng, vô cùng đau lòng. Tiếp đến cô mở túi ra lấy một thiết bị điện tử và nhớ lại lời của tiến sĩ. Phải để Sujon ngừng lại, như vậy Sujon mới có thể sống tiếp. Thiết bị này có thể khiến những máy móc trên người Sujon ngừng hoạt động, nhưng lúc này cô rất băn khoăn mãi không thể ra tay. Ngày hôm sau khi Sujon tỉnh lại nhìn thấy Jerome nằm bên cạnh mình, anh biết Jerome đã chăm sóc mình cả đêm, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Sau khi thức giấc, Jerome chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng Jerome nhìn thấy Sujon không chịu tha máy móc hỗ trợ xuống, cảm thấy rất khó xử. Cuộc sống mà anh ấy chọn, người khác, có thể tùy tiện bắt nó ngừng lại sao? Sau khi đi làm, Sakun đến gặp Jerome nói với cô Sujon mới nộp đơn từ chức cho mình. Lúc này Jerome có dự cảm không lành, cô đột nhiên không nhịn được mà khóc. Mình phải làm sao đây? Sau này mình không thể gặp được anh ấy nữa rồi. Sau đó Jerome đến gặp Sujon và hỏi anh tại sao lại từ chức. Cô còn hy vọng Sujon có thể tháo máy móc xuống để điều trị. Cô bằng lòng làm cánh tay và chân của Sujon. Đừng bỏ lại em một mình, hãy để anh bước qua đời em như thế này đi, Jerome. Đừng mà, em không muốn thế đâu, anh đừng nói như thế. Sujon thà chết cũng không chịu bỏ máy móc xuống, khiến Jerome khóc lóc thảm thiết. Sáng sớm ngày hôm sau, Jerome thức giấc nhìn Sujon đang ngủ say. Để anh có thể sống tiếp, cô nhẹ nhàng đứng dậy lấy ra thiết bị mà tiến sĩ đưa cho cô. Vào lúc cô nước mắt đầm đìa do dự mãi không ra tay, Sujon đột nhiên tỉnh lại nắm lấy tay của Jerome. Hãy sống tiếp nhé, em sẽ đợi anh, được không? Lúc này Sujon không ngăn cản Jerome, sau đó Jerome cúi người xuống, hai người trao nhau nụ hôn sâu. Cuối cùng thiết bị cũng tiếp xúc với cơ thể của Sujon. Chưa bắt một năm trôi qua, Jerome đang làm việc ở sân bay đột nhiên để ý đến vài cô lao công đang bàn bạc chuyện gì đó. Thế là Jerome đi đến hỏi thăm. Hóa ra lúc nãy có người gây chuyện, một anh thanh niên ra tay cản lại khiến cả thanh sắt bị biến dạng. Jerome nghe xong vô cùng kích động bởi vì cô biết người làm được chuyện này chỉ có người đó thôi. Cô lập tức chạy đi tìm, vào lúc cô đang tìm kiếm một con robot dọn vệ sinh thu hút sự chú ý của cô, có bụi. Cô thấy nhìn bóng lưng quen thuộc kích động đến mức bật khóc. Khi anh quay người lại, Jerome nhận ra đó là người mà cô luôn mong đợi. Lúc này cô vừa khóc vừa cười chạy về phía anh, ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận sự tươi đẹp của hạnh phúc. Mặc dù tình yêu của cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng người có tình chắc chắn sẽ đến được với nhau. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Nơi Vì Sao Rơi. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.